Thưa quý vị, tiếp theo là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đời đời nhớ ơn mẫu quốc Nga và cô lập Trường Nhất Quán về Ukraine. Phần tin chi tiết Kim Nhung gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, theo như báo Tuổi Trẻ loan tin, vào ngày 6 tháng 7 năm 2022 tại Hà Nội, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản, đã có buổi hội đàm với ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga. Tại đây thì ông Sơn đã khẳng định, nhà cầm quyền luôn trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nga dành cho Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại. Và đồng thời Nga luôn là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của nhà cầm quyền. Nên nhà cầm quyền luôn kiên định với lập trường nhất quán về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề về Ukraine. Tuy nhiên, lập trường nhất quán ở đây là gì thì không được ông Sơn nói rõ. Ngoài ra thì ông Sơn cảm ơn phía Nga đã hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và di sản người Việt ra khỏi khu vực chiến tranh tại Ukraine. Về phía Nga thì ông Lavrov cho biết Nga coi trọng tình cảm chân thành của nhà cầm quyền và Việt Nam là một trong những đối tác truyền thống tin cậy, quan trọng của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Lavrov nói rằng nhà cầm quyền sẽ là cầu nối quan trọng giúp cho Nga tăng cường hợp tác hơn nữa ở khu vực, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Phía Nga thì muốn hai bên tiếp tục nỗ lực để quan hệ ngày càng mang lại nhiều kết quả. Và tiếp theo là bản tin cho hay Quốc hội Cộng sản Việt Nam đang thông qua kế hoạch cắt giảm thêm 50% thuế môi trường đối với nhiên liệu. Thưa quý vị, Quốc hội Cộng sản Việt Nam vào ngày thứ Tư 6 tháng 7 đã thông qua kế hoạch cắt giảm một nửa thuế về môi trường đối với nhiên liệu lần thứ nhì trong 3 tháng. Và trong bối cảnh giá năng lượng đang tăng cao, gây áp lực lên lạm phát. Theo Reuters, thì kế hoạch cắt giảm mới sẽ kéo dài từ ngày 11 tháng 7 cho đến cuối năm nhằm giúp cho Việt Nam giải tỏa những tác động tiêu cực của chi phí vận tải tăng cao đối với nền kinh tế. Đài truyền hình Cộng sản Việt Nam, tức là VTV, cho biết Việt Nam đang đặt mục tiêu giữ lạm phát dưới 4% cho năm 2022. Giá tiêu dùng trong tháng 6 đã tăng 3.37% so với một năm trước đó và dẫn đầu là chi phí thực phẩm và năng lượng cao hơn, trong khi chi phí vận tải tăng 21.4% so với một năm trước đó. Thuế môi trường đối với xăng và nhiên liệu diesel sẽ giảm đi một nửa xuống, lần lượt là 1.000 đồng cho một lít và 500 đồng cho một lít. Thuế xăng máy bay cũng sẽ giảm từ 500 đồng về mức sản xuất là từ 1.000 đồng cho một lít, trong khi mà thuế dầu hỏa đã giữ nguyên là 300 đồng cho một lít. Bộ Tài chính ước tính tổng tiền thuế sẽ giảm đi 32.500 tỷ đồng theo như mức thuế mới. Và tuần trước thì Việt Nam cũng cho biết là họ có kế hoạch cắt giảm thuế tối hệ quốc đối với xăng từ 20% xuống còn 12% và đồng thời cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với nhiên liệu. Xiaomi chọn Việt Nam làm cơ sở sản xuất cho thị trường Đông Nam Á. Thưa quý vị, thương hiệu điện thoại thông minh Xiaomi của Trung Cộng vừa vận chuyển lô điện thoại đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam như một phần trong kế hoạch mở rộng sang Đông Nam Á khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn trong nước. Một đại diện của DBG Holdings, công ty Hồng Kông, thông báo với South China Morning Post rằng Xiaomi đã làm việc với họ tại Việt Nam trong hơn một năm để thúc đẩy nguồn cung cấp điện thoại trong khu vực. Nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng này đang vận hành các nhà máy ở Trung Cộng và Ấn Độ cho các khách hàng bao gồm Huawei Technologies và Lenovo. Ông Yang Hao, giám đốc kinh doanh của DBG, cho hay công ty từ lâu đã muốn mở rộng sang Đông Nam Á và mục tiêu này cũng phù hợp với kế hoạch của Xiaomi trong khu vực. Theo như bài báo Việt Nam Express dẫn nguồn từ đại lý Xiaomi tại địa phương, nhà máy đã giao lô điện thoại thông minh sản xuất tại Việt Nam đầu tiên của Xiaomi hồi tháng trước với nhiều mẫu được bán cho thị trường địa phương cũng như là mở ở Malaysia và Thái Lan để giải quyết tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng do COVID-19 gây ra. Hành động tại Việt Nam là dấu hiệu mới nhất cho thấy các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn đang dần chuyển các bộ phận trong chuỗi cung ứng từ Trung Cộng sang Đông Nam Á để giảm chi phí và đạt sản lượng ổn định hơn. Nikkei Asia đưa tin hồi tháng trước, công ty Apple của Hoa Kỳ đã chuyển một phần khâu sản xuất iPad từ Trung Cộng sang Việt Nam sau khi các lệnh phong tỏa COVID-19 ở Thượng Hải và các khu vực lân cận đã làm gián đoạn việc sản xuất.
Tin sau đây cho hay một người đàn ông gốc Việt đi xe đạp đã bị xe pickup tông chết tại Fountain Valley, California. Thưa quý vị, một người đàn ông cao niên gốc Việt đi xe đạp đã bị xe pickup tông chết tại Fountain Valley, California vào sáng hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 7. Ông Kiều Đắc Thêm, 73 tuổi, đang đi xe đạp về hướng đông trên đường Garfield, thì bị chiếc xe Ford F-350 đang chạy về hướng đông đường này cũng quẹo sang hướng bắc đường Brookhurst và tông trúng ngay trước 7 giờ sáng. Sở cảnh sát của Fountain Valley ra thông cáo báo chí cho biết, ông Thêm được đưa đi đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và qua đời sau đó tại bệnh viện. Tài xế chiếc xe Ford 65 tuổi là cư dân Huntington Beach ở lại hiện trường và hợp tác với điều tra viên. Cảnh sát công bố không chưa công bố tên người tài xế này và dường như vụ tông này là không phải do say rượu hay là ma túy. Sở cảnh sát Fountain Valley kêu gọi ai chứng kiến vụ tông xe xin gọi cho điện thoại số là 714-593-4481 và số điện thoại của Sở cảnh sát tại Fountain Valley là 714-593-4481. Tin về thượng nghị sĩ Tom Umbert mời cư dân tham dự hội chợ sức khỏe cộng đồng, thưa quý vị, tin Anaheim, California. Theo như thông cáo báo chí của văn phòng thượng nghị sĩ Thomas J. Umbert, vị thượng nghị sĩ cùng trung tâm nguồn lực cộng đồng Poderosa, tức là Poderosa Community Resource Center, hợp tác với hơn 10 tổ chức để cung cấp các dịch vụ và nguồn năng lực chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân tại hội chợ sức khỏe cộng đồng sắp tới và diễn ra vào ngày thứ Bảy tuần này, ngày 9 tháng 7 năm 2022. Tại sự kiện này, thì cư dân sẽ được khám răng, khám sức khỏe tổng quát, kiểm soát bệnh hen suyễn, trích vaccine ngừa COVID-19 và được cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe, v.v. Tất cả đều miễn phí. Buổi hội chợ sức khỏe cộng đồng được tổ chức bởi sự hợp tác của văn phòng thượng nghị sĩ Thomas J. Umbert, văn phòng dân biểu liên bang Lucoria, văn phòng dân biểu tiểu bang Tom Daley, thành phố Anaheim, cùng các tổ chức Anaheim Public Utilities, Alperson, Cal Optima, Planned Parenthood of Orange and San Bernardino Counties, Bệnh viện Children's Hospital of Orange County, Hội Hồng Thập Tự Orange County và tổ chức The Priority Center. Sự kiện diễn ra vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2022, từ 10 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa, tại địa điểm Poderosa Park Family Resource Center, số 320 East Orange Wood Avenue, Anaheim, Cali 92802. Một lần nữa, chúng tôi sẽ được tạm ngưng phần tin tức ở đây khi trở lại. Xin gửi đến quý vị những phóng sự từ Irvine, California cũng như là từ Portland, Oregon. Mời quý vị nhớ đón theo dõi.